thấy quen mà nói công an mà hay nói là chơi chứng khoán hay mượn tiền em thua lỗ này kia. Công an thua lỗ luôn, công Dạ. an chơi chứng khoán mà công an mượn tiền. Dạ. Thế em nghi ngờ. Thế tại sao em hỏi là thẻ ngành đâu? Có hỏi không? Dạ không, em không có hỏi. Em không hỏi. Tại sao em hỏi thẻ ngành? Em có hỏi nhà không? Dạ em có hỏi thì nói là quê ở Thanh Hóa rồi. Quê Thanh Hóa vào trong Sài Gòn công tác Dạ, đúng không? từ chuyển ngành công tác từ ngoài Hà Nội vào. Chuyển từ ngoài Bắc vào đây. Dạ, chuyển đơn vị ạ. Em thấy lạ không em? Em thấy cũng nghi nghi cũng không nghi mấy. Vì vậy em Tại tin à, mình có từng một tuần là gặp nhau một lần mà hơn 2 tháng rồi đúng không? Nếu thế thì gặp nhau cũng trên dưới 10 lần rồi phải không? Dạ cũng gỡ đó. Tầm đó mỗi một lần gặp nhau như vậy là mình có đi đâu chơi không em? Dạ cũng có đi ra ngoài ăn uống nhưng mà sau này thì không có ra ngoài nữa mà mua đồ về phòng em ăn. Mình đã đi sâu hơn tình yêu chưa? Dạ cũng có. Có thường xuyên không? Nói chung có. Những lần như vậy là xong rồi người ta hỏi mượn tiền em hay là người ta mượn tiền em từ trước? Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong suốt thời gian vừa qua phải là anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận một ngày phải là rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân, tìm vợ, tìm chồng, con. Dạ, hôm nay thì tiếp tục vào một cái câu chuyện tiếp theo. Một em gái hôm nay ở một tỉnh rất xa, hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin để tìm một người gọi là ăn mặc của nó quân phục của công an. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Và về em gái này hiện nay nói thật là đến giờ phút này rất đau đớn để về đây cầu cứu nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình đăng thông tin. Rồi chào em gái nhé. Dạ, em chào anh. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em họ tên là Nguyễn Thị Nga. Mình nguyên quán ở đâu em? Em quê quán ngoài Hà Nội. Rồi hôm nay em đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là vụ việc gì em? Dạ, em nhờ em có quen trên mạng bọn anh nói là công an làm ở 64 Quang Trung, Hóc Môn. Dạ. Anh nói anh là trung úy. Em có quen được 2 tháng nay anh mượn em một lần là 5 triệu, một lần 1 triệu, tổng cộng 2 lần là 6 triệu. Em cho anh biết là em quen mấy cái anh ở trung úy công an đúng không? Ở Hóc Môn tại công tác tại thành tại Không, công Hóc tác tại đơn vị Hóc Môn, Môn. 64 Quang Trung. 64 Quang Trung. Em quen là quen trên mạng là mạng gì em? Facebook ạ. Trên Facebook ai là người người làm quen ai trước? Thì anh chủ động quen năm trước. Chủ động mà người ta chủ động nhắn tin cho em làm quen. Mình làm quen bao nhiêu thời gian thì hai bên quyết định gặp nhau? Dạ, một tuần anh ạ. Một tuần à? Một tuần là khi gặp nhau là ai là người hẹn ai và gặp ở đâu? Thì anh kêu nói em gửi định vị á, hẹn thì gặp tại phòng em ấy, là xong rồi đi đi ăn đi uống này kia ở ngoài. Người ta đi bằng phương tiện gì về gặp em? Dạ đi xe quen pha Quên pha. màu xanh. Trung úy công an mà đi xe thường vậy hả? Biển số là 36, biển số 36 Thanh Hóa. Biển số Thanh Hóa. Nhưng mà lại công tác tại thành phố Hồ Chí Minh là công an trung úy nha. Em có hỏi người ta nhiêu tuổi không em? Anh nói là anh 30 tuổi. Nói 30 tuổi. Thế còn em nhiêu tuổi? Em 40. 40. Em có nghĩ rằng cái tình yêu này người ta đến với em liệu thật không? Đầu tiên đó. Đầu tiên anh nói là chỉ có quen thôi. Quen chơi rồi. Dạ đúng rồi. Quen chơi là mình đâu có rảnh đi chơi người ta chi em mệt thì em. Em hiện nay có chồng chưa, có con chưa? Dạ em có rồi mà em ly thân rồi. Ly À thân ly à? hôn. Ly hôn à? Em được mấy người con rồi? Em bật ba đứa con gái. Hôm nay đăng thông tin này lên ấy là em báo thông tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương là em quen cái người ăn mặc quần áo quân phục của công an. Dạ đúng rồi. Em báo thông tin là có thật không? Dạ em báo tin này là thật. Thật hả? Dạ. Em quen người ta là tổng cộng đến giờ phút này bao nhiêu tháng? Dạ tính ra cũng được các khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng. Mình có thường xuyên đi chơi với nhau không em? Dạ thì một tuần thì có gặp thứ bảy hoặc chủ nhật thôi anh. Thứ bảy chủ nhật. Một tuần gặp 2 bữa.
Đến là không, đến là có khi gặp một là thứ bảy và hai là chủ nhật. Dạ, có nghĩa là trong một tuần gặp chạm một trong hai ngày em đó. Em đi làm hay đăng ca? À, em đang làm công ty hay làm đâu? Em làm ở gần khu vực Hóc Môn luôn. À. À, vì vậy cho nên là em hẹn người ta tới nhà luôn. Dạ. Gặp luôn, làm quen. Dạ. Khi làm quen là mình có thấy gì bất ngờ không? Bắt đầu gặp nhau mình có thấy bất ngờ cái gì không em? Dạ, lúc mới thì em cũng chưa. Bao giờ em thấy bất ngờ? Bất ngờ cái gì? Tại thấy em thấy quen mà nói công an mà hay nói là chơi chứng khoán hay mượn tiền em thua lỗ này kia. Công an thua lỗ luôn. Dạ. Công an chơi chứng khoán và công an mượn tiền. Dạ. À, thế em nghi ngờ. Thế tại sao em hỏi là thẻ ngành đâu? Có hỏi không? Dạ không, em không có hỏi. Em không hỏi, tại sao em hỏi thẻ ngành? Em có hỏi nhà không? Dạ em có hỏi thì nói là quê ở Thanh Hóa rồi. Quê Thanh Hóa vào trong Sài Gòn công tác. Dạ, đúng không? Chuyển ngành công tác từ ngoài Hà Nội vào. Ồ, chuyển từ ngoài Bắc vào đây. Dạ, chuyển đơn vị. Ồ, em thấy lạ không em? Em thấy cũng nghi nghi, cũng không nghi mấy. Vì vậy em tin nè. Dạ. Mình có từng một tuần là gặp nhau một lần mà hơn 2 tháng rồi đúng không? Dạ. Nếu thế thì gặp nhau cũng trên dưới 10 lần rồi. Phải không? Dạ. Phải không? Dạ cũng gỡ đó. Tầm đó. Dạ. Mỗi một lần gặp nhau như vậy là mình có đi đâu chơi không em? Dạ cũng có đi ra ngoài ăn uống nhưng mà sau này thì không có ra ngoài nữa mà mua đồ về phòng em ăn. Mình đã đi sâu hơn tình yêu chưa? Dạ cũng có. Có à? Dạ. Thường xuyên không? Nói chung có à? Dạ. Những lần như vậy là xong rồi người ta hỏi mượn tiền em hay là người ta mượn tiền em từ trước? Dạ, hỏi mượn tiền thì mượn tiền qua điện thoại thôi. À, dạ. Còn gặp nhau thì không nói mượn tiền. Dạ, đúng rồi. Những lúc đi có ăn... Có một lần 1 triệu thì có, buổi trưa thì có kêu là cho anh mượn để anh đi đám cưới với anh bị bệnh nữa, anh mua thuốc. Dạ. Xạo vậy hả? Dạ. Nhưng em nhìn mặt cũng đáng tin cậy không em? Thì em thấy cũng nhìn thấy cũng tử tế. Tử tế? Tử tế bằng anh ở đây không? Ở đây em nhìn thấy các anh em ở đây thì tử tế bằng ai? em nhìn thấy các anh ở đây có rất nhiều anh em đúng không? Toàn dạ. To con đẹp trai thôi đúng không? Dạ. Người thì hơi đen xíu bởi vì bởi vì tắm không sạch người đen. Ở đây anh ấy chơi vậy thôi. Dạ. Nhưng mà mới đầu em nhìn người ta có cảm tình không? Dạ. Có dễ tin không? Dạ, em thấy cũng thấy dễ tin. Người ta nói chuyện có ngọt ngào không em? Dạ không, cũng ít nói lắm anh. Ít nói chuyện hả? Dạ. Ô kìa. Cứ buổi tối thì trực á, lúc gọi điện quay camera thì quay được. Quay xong rồi nhìn ngược nhìn xuôi rồi quay chừng có 1 phút là hết rồi. Quay là còn... quay là đang trực thì trực ở đâu? Ở chốt hả? Dạ, trực thì là trực ở trong đơn vị đó. Thấy không? Dạ em quay có xíu xíu à. Em đưa hình anh xem nào, đâu? Dạ. Còn buổi ngày thì kêu là quay là sợ tiết lộ thông tin. Em ngồi em giơ lên được rồi, em mở ra. Em mở ra. Thẳng hình lên em, cho thẳng lên. Buổi ngày thì không dám quay, sợ tiết lộ thông tin bí mật thôi. Người này à, buổi ngày là không tiết lộ thông tin bí mật. Dạ, buổi ngày là không dám quay. Các phòng này là phòng đang trực đấy hả? Dạ, đúng rồi. Phòng đang trực mà nhìn ghê gớm vậy, toàn vân tay vân chân, nhìn bám tường ghê vậy em. Dạ, nói phòng đang trực đó. Người ta đang nói với em là người ta công an gì? Chức vụ gì em? Dạ, chức vụ trung úy. Trung úy hiện nay chưa có gạch, chưa có sao. Dạ, anh kêu là anh có 2 sao rồi. 2 sao, anh nhìn thấy chưa có sao nào, đây chỉ có 1 sao 2 thôi. Nhá. Em thấy 1 sao 2 không? 1,2 sao thôi, chứ còn hoàn toàn là không có 2 sao. Dạ, okay. Đây hiện nay là chưa có sao, chưa có gạch, chưa có bảng tên. Nhá. Dạ. Nếu như để mà công an mà vào ngành công an là hiện nay có thể thanh niên này mới đi vào trường, bắt đầu học. Dạ. Nhá, có thể là có. Nhá. Đây là có thể có. Nhưng mà anh em không khẳng định là đây là phải công an hay không. Nhưng mà anh đang nghi ngờ là đây là công an giả mua một bộ quần áo trên mạng để lừa tình, lừa tiền những chị em phụ nữ, đặc biệt là những người tuổi như em. Đúng không? Hiện nay là công an này là hoàn toàn là không có rồi, không phải rồi. Không có ai mà công an bỏ 2 sao, trung úy, đúng không? Thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy nha, và thiếu tá, trung úy, trung tá, thượng tá, đại tá, xong đến tướng nha. Nhưng nếu nói tầm tuổi này 30 tuổi mà hiện nay chưa có một chức vụ gì, một chức sắc gì, áo hiện nay thì cái áo cầu vai này hiện nay thì anh quan sát là hiện nay chưa có một hạ sĩ thượng sĩ gì cả, đúng không? Là một điều vô lý, đó là thanh niên lừa em nha. Và cách lừa thứ em là lừa thứ hai là nó là công an mà chơi chứng khoán, đầu tư chứng khoán, đó là hình thức không có thật nha. Công an thường người ta không chơi những thứ đó, đó là người có ăn có học, đúng không? Vào ngành công an là người ta không chơi chứng khoán, không chơi lô đề nha. Thế cho nên là những cái này là thuộc dạng là không có thật. Dạ. Và thanh niên này mượn tiền em
từ 1 triệu đến 5 triệu, đúng không? 6 triệu. Ừ, như vậy là anh thấy vô lý rồi. Thanh niên này có thường xuyên hỏi mượn tiền em không? Dạ thường xuyên. Con là thường xuyên hỏi mượn tiền. Dạ, thường xuyên. Đến khi nào em phát hiện được là thanh niên này có ý đồ hoặc có lợi dụng em? Thì em phát hiện là hay mượn tiền em thường xuyên đó, thì em nói là em không có tiền, em hết tiền, em không có cho mượn. Thì bắt đầu là chặn Facebook, Zalo, chặn cuộc gọi, chặn hết luôn. Em không liên lạc được nữa. Em có nghĩ rằng một thanh niên mà 30 tuổi, nếu thực sự 30 tuổi mà làm ngành công an, liệu có yêu nổi một người mẹ ba con giống như em không? Mà em lớn tuổi hơn 10 tuổi. Em có tin không? Liệu em có tin không? Chắc chắn là điều đó không bao giờ có. Nha. Một người đàn ông mà lấy vợ hơn tuổi là điều rất rất ít có thể xảy ra. Đặc biệt người ta, nếu như người ta là trong ngành công an thật, thực sự, nếu đúng như thế, người ta là càng không bao giờ có lấy một người vợ đã từng có chồng và ba con lại hơn 10 tuổi. Hoàn toàn là không có thể. Vì vậy thanh niên này là, đây là chỉ là lừa đảo, mua một quần áo trên mạng 200-300 ngàn về lừa tình lừa tiền thôi. Đến giờ phút này ấy, là cũng chắc chắn rằng mà hiện nay là em đã bị lừa rồi, em bị lừa cả tình cả tiền. Rất may mắn cho em là em còn tỉnh táo, cho nên bây giờ lừa em mới được ít tiền thôi. Còn nếu em không tỉnh táo, có thể là thanh niên này hốt em từ A đến Z, lừa từ A đến Z luôn nhá. Đây là vẫn còn may mắn cho em. Mới đây năm ngoái, cuối năm ngoái, anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận giúp một trường hợp, một chị gái năm nay 47 tuổi, 48 rồi, quen một người đàn ông cũng chạc 40-50 tuổi, là thiếu tá công an, nhưng mà thiếu tá giả, không có thật nha, đeo thẻ ngành, thẻ đầy đủ luôn, nhưng mượn đến 2 tỷ mấy luôn nha. Cuối cùng các anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra là thông tin lừa đảo, hiểu chưa? Cuối cùng là cũng lừa chị gái vào khách sạn, mỗi lần vào khách sạn là bơm hơn 1 tỷ, nó chuyển hơn 1 tỷ cho thanh niên này. Nhưng đây cái câu chuyện là lừa tình lừa tiền, gọi là phi công trẻ lừa tình lừa tiền. Các chị em phụ nữ thời gian vừa qua, anh em đội hiệp sĩ này nhưng ghi nhận rất nhiều, nhưng đây là đặc biệt một cái câu chuyện là mượn áo của ngành công an hoặc ăn mặc giả dạng của ngành công an để lừa đảo em đó, chứ thực sự là thông tin không có thật đó. Em thấy bây giờ anh tư vấn như vậy em đã biết là mình bị lừa chưa? Thanh niên này họ tên đầy đủ là gì em? Em cũng không biết nữa. Facebook thì là Đoàn Phong Đoàn, còn Zalo là Vũ Phong. Vũ Phong. Dạ. Gọi là hai tên cái. Gọi là tên là Phong. Dạ. Còn họ thật không biết, mà dạ, chưa biết là tên này có đúng sự thật hay không. Dạ. Mà hiện nay là nguyên quán thì em nghi ngờ, nhưng mà theo em nhận diện được tiếng này có phải tiếng người Thanh Hóa không? Dạ, 100% người. 100% là bởi tiếng người Thanh Hóa là nghe được. Dạ. Gọi là người Thanh Hóa thì đúng. Dạ. Còn có phải công an hay không thì em dạ, hiện nay em không biết. Dạ đúng rồi. Lừa em thì số tiền không nhiều, nhưng đến hôm nay là em thực sự là rất bức xúc. Dạ. Đúng không? Em bức xúc là muốn xem là công an thật hay công an giả vậy đó. Ừ. Dạ. Chứ không phải là vì số tiền. Dạ. Bởi số tiền quá nhỏ. Dạ. Đối với một phi vụ bị lừa tình lừa tiền. Dạ. Đúng không? Dạ. Em là một trong những người bị lừa tình lừa tiền ít nhất đội hiệp sĩ Bình Dương đã từng gặp. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng thực sự là đây lại mặc quần áo công an mà rất trẻ mà đi lừa một gọi là một bà chị. Bởi vì đây là gọi một bà chị rồi. Thanh niên này anh nhìn khuôn mặt này khoảng chạc 26-28 tuổi có thể. Nhưng mà công an thì hoàn toàn anh không dám khẳng định là đây là công an. Nhưng đây là anh khẳng định với em, đây là phi vụ lừa đảo. Nhá. Bởi vì công an nếu chạc tuổi mặt này là ít ra là phải lên non thiếu úy trở lên rồi. Nhá, hoặc trung úy rồi. Nhưng đây hoàn toàn là chưa có một chút gạch nào luôn. Chưa có một gạch nào luôn. Chưa có một hạ sĩ nào cả. Nhá. Thế vì vậy cho nên là đây anh xác nhận với em là đây là giả 99% rồi. Chẳng qua là mua mấy quần áo trên mạng để lừa những người chơi trên Facebook, trên mạng thôi. Đến giờ phút này em bức xúc không? Dạ em có. Tức lắm không? Dạ tức. Khi mà yêu quen nhau là mình có nói từ yêu thương gì không? Quen dạ, nhau? Lúc mới thì anh gọi điện đó, anh kêu là gì, anh giờ anh hết tin tưởng vào đàn bà rồi. Ừ. Anh muốn quen em thế là để con gặp có thỏa thuận như là giống như kiểu là lớn một đẻ thuê á. Đẻ thuê là đẻ xong là cắt đứt luôn. Đẻ là anh mướn em là 120 triệu. Đó, nói vậy. Đó. Xong rồi quen xong rồi ông im luôn. Không có nói gì hết. Đẻ thuê nhưng mà rất may. hiện nay chuẩn bị đẻ chưa? Dạ chưa. Chuẩn bị chưa? Có trứng dạ chưa? Không, dạ không, em không em có. Em đi kiểm tra chưa? Kiểm tra không?
Vừa rồi nó có sử dụng những biện pháp tránh thai không? Hả? Có không? Rất may mắn cho em là để thuê là 120 triệu là để xong là cắt đứt là không có dao gặm nữa. Nhưng mà đến lúc gặp là không có nói về vấn đề đó. chẳng qua là mới đầu dụ em thôi, xem em có cần tiền hay không nhá, bởi vì cũng có nhiều người rất cần tiền. Nên đây là thanh niên này dụ em xem em có nhiều cần tiền hay không, và cuối cùng đến giờ phút này là thanh niên này đang tính lừa em về tiền bạc kinh tế, nhưng mà biết em không có tiền hoặc biết là bị động cho nên không lừa được nữa, là chặn tất cả tin nhắn Facebook, Zalo hoặc số điện thoại của em. Em có điều nào em chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là Vũ Phong hay gì đó, tên người Phong này, người Thanh Hóa xem được video này, chia sẻ nhiều hơn nữa để sớm biết thông tin chính thức cái người này đang ở đâu. Hiện tại thì anh ở, em thấy mỗi một lần hẹn là ở gần, rất gần chỗ em. Anh nói là đường Quang Trung mà, bà Triệu Hóc Môn đó, làm việc tại trong đấy. Làm việc tìm việc gì em có biết Tại không? làm trung úy tại Hóc Trung úy. Môn. Người ta có chia sẻ Tại là mỗi tháng là thu nhập bao nhiêu tiền không? 9 triệu mấy, 10 triệu. Ồ. Nhưng mà chơi chứng khoán thì thua hết, thì mượn tiền ngân hàng thì mỗi tháng là anh lương anh là anh trừ sạch hết. Ồ. Em thấy em thấy lạ không? Em thấy như thế là nó có vô lý không? Trung úy công an đúng không? Mỗi một tháng thu nhập 10 triệu phải không? Mỗi tháng thu nhập 10 triệu mà đến giờ phút này lại còn bị lừa vì thua chứng khoán đúng không? Thì em thấy anh thấy như thế là nó hơi bị vô lý rồi đó. Đúng không? Em từ trước em bị mấy người lừa rồi? Em hả? Ừ. Em bị hai người lừa. Ồ. Hai người lừa rồi, nhưng mà một người em vẫn chưa có khai báo với anh. Ôi Em làm trời. được cái này trước. Trời đất quỷ thần ơi. Em người trước bị lừa nhiều không? Đó. Người trước lừa nhiều không? 15 triệu. Ồ, có phải công an không? Dạ không, là người công nhân bình thường Ở công thôi. nhân bình thường. Bao nhiêu Đấy. tuổi? Sinh năm 92, năm nay 32 Trời ơi sao toàn thanh niên phi công trẻ này em. Thế là toàn khoái. Sao toàn khoái nhóm Cái trẻ này? đợt trước tại cũng đang khóa em, nhưng mà người ta vẫn có lên tiếng lời hẹn, nhưng mà đang khóa em. Nhưng mà đã ấy chưa? Đã làm gì em chưa? Có rồi đúng không? Đi chơi với nhau chưa? Dạ thì cũng có Có làm chuyện đấy rồi. có đi uống nước cà phê này Nước kia cà đó. phê này nhưng mà có này có rồi đúng không? Đúng không? Rồi đấy. Thế cho nên vì vậy cho nên anh Ý mới. là em nói là em nhờ ai anh mua này trước, xong rồi anh kia nếu mà không trả thì em nhờ tiếp theo. Rồi ok rồi. Rồi hôm nay thì em về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng thông tin lên tìm, đây gọi là anh nói thẳng luôn, đây là tìm một phi công đúng không? Phi công là công an hả? đúng rồi. Cái số tiền ấy thực sự là đến giờ phút này anh xin khẳng định lại là số tiền của em nhá, do mấy người khác không nhiều, nhưng mà thực sự là đau nhất là em bị người ta lừa, là người ta là công an. Dạ đúng rồi, bởi vậy em mới ai nhờ các anh. Em có mong muốn điều gì em hãy chia sẻ thẳng thắn lên đây. Anh hy vọng là em chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là cái người tiên phong này thật hay giả bây giờ mình chưa quan tâm, hy vọng là người ta sớm phản hồi lại cho em để cho trả lại tiền cho em. Dạ em cũng hy vọng vậy. Em nói đi. Dạ em hy vọng anh Phong nếu mà có xem được video này sớm trả tiền cho em để em lấy tiền ra con nuôi con đóng học. Vậy thực sự là như này là rất bức xúc à. Không ngờ là người một người phụ nữ là không may đúng không? Đã gãy gánh ngỡ đường đến giờ phút này thì gặp người đàn ông tưởng rằng tử tế, nhưng ai ngờ là người ta cũng chỉ là lừa đảo thôi. Anh đã cảnh báo rất nhiều các chị em phụ nữ trên tất cả các video rất nhiều rồi. Rất nhiều người vì một lý do nào đó không có chồng hoặc bỏ chồng hoặc ly hôn, vân vân và vân vân. Đã quen và tin tưởng rất nhiều người đàn ông khác và thậm chí những phi công khác rất trẻ nhưng mà đã bị lừa. Em có điều nào em đã muốn cảnh báo trên video này để cho mục đích chính là các chị em phụ nữ đỡ bị lừa không? Dạ thì em cảnh báo là không nên tin, các chị em không nên tin trên mạng lừa đảo. Đến giờ phút này em có bức xúc không? Dạ em có. Anh nhắc lại, người đàn ông so với em là dưới 10 tuổi, kém 10 tuổi như thế này. Đây là gọi là phi công.
chứ không phải là một tình yêu. À, đặc biệt là người ta là công an, đã là công an không bao giờ lấy một bà mẹ ba con, và đã là công an không bao giờ chơi chứng khoán, đúng không? Mà không bao giờ lấy những người hơn mình nhiều tuổi, mà người ta công an người ta lại lấy một người công nhân, điều đó khó có thể xảy ra. Vì vậy anh xác nhận đây là cái thông tin này là người ta chỉ lừa đảo em thôi, còn hoàn toàn là người ta không có phải công an cũng gì hết đấy. Người ta giả mạo thôi, mua những quần áo trên mạng hoặc ngoài chợ trời, ngoài đường chỉ có một vài trăm ngàn để lợi dụng chị em phụ nữ. Có thể trong những cái cuộc tình này người ta sẽ lừa từ 1 đến 5 người liên tiếp trong 5 ngày, hẹn 5 ngày hoặc một tuần. Có thể hôm nay hẹn em, mai hẹn chị A, mốt hẹn chị B. Có thể trong một tuần thay phiên nhau để lừa toàn bộ những người này. Khi lừa xong hết toàn bộ những người này, khi không ăn được nữa là người ta tiếp tục đánh những mẻ khác, tiếp tục giống như em. Em có nghĩ rằng như vậy không? Dạ, em cũng nghĩ vậy, đã lừa là lừa quen rồi. Em nghe này giờ bức xúc không? Dạ, em có. Cái số tiền ấy đối với em ấy thì em nghĩ là có nhiều không? Đối với em thì em một tháng làm công nhân thì cũng cả tháng lương của em. Nhưng mà không phải lý do chính là vì cái số tiền một tháng lương đó. Mục đích chính là em muốn biết thông tin chính xác là cái người đàn ông này, cái thanh niên này có đúng là công an thật hay không? Dạ đúng rồi. Tên Phong đúng không? Người Thanh Hóa. Dạ vâng. Đi biển số xe, đi xe quay màu xanh. Xe quay màu xanh. Dạ, biển số là 36 40774. Em nhớ y chí chóc hả? Dạ. Em đọc lại lớn tiếng lên. Dạ, biển số là 36 40774. 40774. Dạ. Xe quay Alpha. Dạ, quay màu xanh. Màu xanh. Màu xanh. Dạ. Dáng người của tên Phong này cao mét mấy em? Dạ, cao mét 68. Cao mét 68. Lặng khoảng mấy bao nhiêu trắng ký? Tươi à anh ơi? Trắng tinh. Dạ, trắng tươi. Trắng là đi lừa nhiều, ăn trong mát á, trong khách sạn nhà nghỉ. Dạ, nhiều. Trắng da đẹp lắm. Trắng da đẹp. Da đẹp nên mới dính bẫy. Đúng không? Nếu mà xấu xấu như tụi anh thì đâu có dính. Đúng không? Em có nhận không? Xấu tụi anh thì đâu có đi lừa được. Đó. Cho nên phụ nữ là nhìn cái vẻ bên ngoài ấy, anh nói thật. Cái thứ nhất là nhìn hấp dẫn. Đẹp trai là một. Nói chuyện nhỏ nhẹ là hai. Có thể ăn mặc sạch sẽ và tán tỉnh ngọt ngào. Mà đặc biệt nha, là nó là tôi làm giám đốc, tôi làm doanh nghiệp thì không những em mà còn nhiều chị em phụ nữ khác đều bị lừa, đúng không? Dạ vâng. Đó, đến giờ phút này thì người ta chặn Facebook và Zalo của em là bao nhiêu thời gian rồi? Dạ được một tuần nay. Một tuần nay à? Trước khi chặn là người ta có thông báo gì à? Anh hết yêu em không? Dạ không có thông báo gì hết đấy. Tại mượn tiền em mà em không cho mượn cho nên là mới chặn hết. Gọi là mượn tiếp. Nếu mà anh mà không chặn là em không có đi trình báo với các anh hiệp sĩ. Là lâu lâu mình vẫn gặp nhau. Đều đều ha. Đúng không? Tội chưa? Đó. Đến giờ phút này phải chặn em mới nghi ngờ thôi chứ còn nếu mà bình thường chưa chặn vẫn chưa em biết. Cũng chưa biết. Vẫn tin tưởng cái mối tình này tuyệt đối. Đau lòng ha. Em đi lúc mấy giờ? Sáng nay hả? Hôm nay em cũng biết 8:30 mà nhà em đi. Hôm nay em có làm việc gì không? Dạ không, bữa nay em nghỉ lễ. Ngày nghỉ lễ ha. Dạ. Nhưng mà nghỉ lễ thì như người ta được nghỉ vui vẻ, nhưng mà em nghỉ nhưng mà trong sự bức xúc ha. Dạ. Bức xúc nhiều không? Dạ cũng nhiều. Cay đắng ha. Dạ. Đàn ông khó hiểu đúng không? Dạ vâng. Bản thân anh còn khó hiểu. Dạ. Nhá. Thế vì vậy cho nên là tụi anh cũng đã từng tin người. Nhưng mỗi một người có bị lừa một cách khác nhau. Anh nhắc lại, anh em hiệp sĩ Bình Dương mới đây nhất giúp một trường hợp, một chị gái tên Sóc, người Khmer. Cả gia đình 4-5 người liền cầu cứu báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp, vì bị cha hấp diêm và đánh đập hành hạ rất nhiều lần, đã trên đường bỏ chạy. Các anh em này giúp, đến giờ phút này bị lật mặt và bị quay chạy thay trắng đổ đen, lừa anh em hiệp sĩ Bình Dương, thực sự rất đau đớn. Cho nên vì vậy các chị em phụ nữ trong cuộc tình yêu, mà tình yêu thì nó trực rồi, bảo để tỉnh táo thì rất khó. Nhưng mà hy vọng trước khi em yêu hoặc trước khi ai đó yêu ai đó nha, thì mình phải xem xét kỹ hãng yêu. Còn đã yêu rồi giống như em đang rất say, mình nhìn Dung say chưa thì rất khó. Say như hàng gà đang đá nhau đúng không? Thì khó có thể gỡ ra được, đúng không? Em còn muốn nói điều gì trên video này không? Em muốn chia sẻ gì nữa không? Muốn nói gì nữa không nào? Thì giờ em cũng nói là giờ anh Phong ở đâu thì anh tự động, anh chủ động, anh liên lạc với em, anh thấy video này. Anh ở rất gần em, anh ở tại Hóc Môn, gần rất gần em thôi. Thực sự là anh không có khen, không phải là quá khen em. Dạ. Hay lịnh em. Anh thấy em là một người phụ nữ
cũng tương đối dễ thương. Dạ. Nhưng mà rất đấy làm tiếc là gặp đúng một con cáo giả chuyên đi lừa tình, lừa tiền các chị em phụ nữ trên mạng, trên internet. Rất may mắn cho em hiện nay em bị lừa ít, còn nhiều người Quen gì mà cứ vài ngày lại hỏi một tiền, vài ngày lại hỏi 10 triệu, 5 triệu, em lấy đâu em có. nói chung á, tất cả các mối tình không những là của em mà nhiều người khác mà cứ hở ra mượn tiền là mình phải cảnh giác và xin chào và hẹn gặp lại, chúc may mắn lần sau nha, tránh tình trạng phiền toái. Mà lúc quen ấy, tránh tình trạng mà cho quay phim chụp hình đến khi mà chúng quay tống tiền thì thực sự rất khó. Mà hồi cuối video này thực sự là cái câu chuyện của em mà rất đau rất thương, anh thấy em cũng thực sự rất hiền. Chúc em mạnh khỏe và quan trọng nhất sáng suốt trong tất cả các cuộc tình, trong các cuộc trò chuyện hoặc tất cả các mối làm ăn, mối quan hệ, tránh tình trạng em bị lừa đảo dụ dỗ này thực sự rất mệt mỏi, không ai mong muốn điều đó xảy ra, bởi vì hy vọng nhiều thất vọng nhiều. Em hy vọng sau này em có cơ hội lấy được một người chồng gọi ăn mặc quân phục, nhưng ai ngờ đây là quân phục về hè rồi nhá, được chưa? Thôi về vui vẻ đấy nhá, cố gắng bình tĩnh tự tin. Anh nghĩ rằng trong thời gian tới chắc chắn rất nhiều người gọi là tử tế, không may gọi là người ta vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân, người ta sẽ liên hệ cho em, anh sẵn sàng giúp em, anh xác minh được anh giúp em được không? Nha, nhưng mà người ta phải đàng hoàng, giàu có không quan tâm, nhưng quan tâm nhất là người ta phải sống thật. Các anh em xác minh được, anh em sẽ giúp em, hứa là giúp em trong phi vụ này. Còn những người quen trên mạng, em hiện nay em chưa biết, em chưa xác minh, là đa số 99,9% là lừa đảo nha, nhiều phi vụ như vậy rồi, được chưa nha? Rồi chúc em luôn thành công ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì đây tiếp tục một câu chuyện một em gái ở một tỉnh rất xa ở phía Bắc đi vô trong miền Nam sinh sống, và hiện nay thì vì cuộc sống hôn nhân đã tan vỡ, không còn sống bên chồng nữa, thì cũng quen biết một người đàn ông khác ở trên mạng, thì không nghi ngờ gặp đúng một người gọi giả danh công an, đến giờ phút lại lừa của em. Số tiền không nhiều nhưng thật sự cho em gọi là leo cây, giờ phút này rất đau khổ. Vì vậy em gái này về đây để cầu cứu, cảnh báo cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương để đăng thông tin lên, để hy vọng các chị gái trong thời gian tới không bị dính sập bẫy, bị lừa giống này nữa. Dạ xin thân ái và chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.